Chơi giờ mới về hả? Dạ, sớm giờ con đi lên sớm chơi chơi. Bà ở nhà bà buồn mà mở nhạc nghe. Bữa nay nghe tới xứ Quế không vậy? Thì bình thường bà nghe ca lương hoài, nghe thấy cũng chán. Thay đổi cái này cái kia nghe cho nó hay hay. Dạ. Cũng hay chứ mọi ha. Đi chơi chiều giờ bà ở nhà bà buồn, bà mở rồi nghe. Thăm thẳng chút. Nói nhớ, tự nhiên nghe thì về xứ Quế xong con thèm ăn bún bò Quế quá mày. Bà cũng bữa ăn tới nay bà cũng nhớ nhớ, cũng thèm đó. Thôi mời mình làm đi. Mời làm đi, mời nấu đi. Bà đúng ý con á. Để con nghiên cứu nha. Con cũng chưa nấu, không biết nấu được không đây. Để nấu thử thì đi. Nấu đại giống hôm đó mình ăn, nhớ không? Đợt đó đi Huế ăn ngon ha. Ăn không hết luôn. Có cái nước, nhưng mà cái nước là không biết làm bằng cái nước gì mà thơm ghê. Mà thơm cái mùi không hề nước mắm, ngon. Không nhận ngoài Huế bán cái gì ăn cũng ngon. Ngon mà rẻ. Thank you.
Rửa lên cho nó nguội lại. Rồi rồi. Đó. Ở đây họ nó nguội cái khô lá đó mình hốt tối bán. Cô ba ơi. Ơi. Có bún sợi tao không cô? Có. Có con. Trời ơi con lại hên quá, sáng giờ con kiếm người chợ hết trơn à. Cô lấy con ít nha cô. Ừ. Dạ. Ủa cô ở ngoài chợ không có, ở nhà cô mới có, chứ ngoài chợ cô không biết đĩa cô không có đâu. Cô đang làm luôn hả? Cô đang làm luôn. Dạ. Cô cái này là bún xào nhỏ, bún xào to cô ép rồi. Dạ. Ừ. Rồi cô ăn xào bún xào to nữa không? Dạ. Cô bán bún xào to nha. Dạ. Kêu con kêu bún sợi to nhưng mà điều cái này là gọi là bánh canh đó con. Ừ. Bánh canh bún bò rồi đó hả? Ăn dạ. Cái này nè, dùng dạ. Với cái này. Dạ. Ngon quá ha, cô mới làm luôn hả? Mới làm luôn, mới làm ra. Dạ. Giờ con xài chuyện nhiêu, con dùng chuyện nhiêu. À, thôi cô lấy cho con phân nửa này đi. À, hết đi. Hết luôn hả? Ừ, hết luôn đi. Dạ, rồi vậy rồi, lấy hết luôn. Ừ, hết luôn đi. Đi đây các bán quán đi. Vậy mình xài, ví dụ như mình xài như xài còn như để tủ lạnh, cái ngày mai mình xài nữa. Chứ bún của cô thì nó không có bảo quản mà để ở ngoài thì nó hư. Ờ. Về cảm ơn con nha. Dạ em cảm ơn con. Về ăn đã đòi luôn. Ăn đi. Rồi, cô con về nha. À, về cho con. Dạ. Về nấu cho cô nha. Một. Ừ. Lấy cho con xương bò ơi một. Còn một còn nhiều không? Còn có cục mà cục này hả? Ờ, lấy con cục này đi mà mốt chặt ra giùm con luôn đi. Dạ. Em về con nấu bún bò. Mốt lấy con ký bắp bò này đi mốt. Rồi của con. Dạ. Ôi ngon quá. Chiều ăn bún bò nha. Con về cho mốt. Ờ rồi.
Thank you.
thường thường. Bún bò này nó thơm đâu. Nghe mùi bún bò, phải nghe mùi bún bò chứ. Bún bò này ăn bữa ngon cỡ bữa mình đi Quế không mà. Đây, món mới tới nữa đây. Món mới. Đồ bộ hình như hấp dẫn hơn đó chứ. Mà nấu nhà chất lượng hơn. Sao mày? Thấy được mấy điểm? Được 10 điểm á. 10 điểm hả? Trời đã dữ vậy ta, bữa nay được 10 điểm luôn. Còn dân mà giòm mà gấp còn phải đục đục là duy nhất à. Cái này là mềm, được mềm luôn. Nói chứ lúc nào mình nấu thì cũng ngon hơn quá. Nấu nhà thịt nhiều rồi mắm nhiều cái gì nó cũng nhiều, nó ngon hơn, chất lượng hơn. Cục gân chà bá luôn. Nhiều bán mà về thì nấu nhiều thì nó lỗ, nó vừa đủ ăn. Rồi nó ăn thử cái chả con làm bà. Dạ, chả Huế đó nha. Chả này to luôn à. Ồ, nó ngon nè, bóc luôn nên nó mới đã. Ngon. Chả nhà làm. Chả mà làm nhà bự vậy chứ mà bán là lỗi giá luôn à. Nóng nóng tè. Bún mẹ nó ra đẹp lắm. Bún bò Quế rồi phải không, bún bự như là nó ngon, nhuyễn dạ. Không ngon. Mang làm sao ngay lò đó có ép bún bự này nè. Con ra chợ hỏi mới bán hết trơn. Ở ngoài giờ còn chỉ con lò đó làm thủ công tại thôi. Cũng như con vô tại lò á. Ăn hấp ồ ồ rồi quay trong cái ăn ngon. Ăn tô mà mốt gì muốn bò Quế kia viên nấu ăn nữa.